Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên mạng tần 57.3 và 16.10. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức buổi tối của chúng tôi ngày hôm nay. Và thực hiện cùng chương trình cùng với Mỹ Linh là chị Phương Thảo. Kính chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật vui cùng với gia đình của mình. Hello chị. Hello Mỹ Linh. Và xin kính chào quý khán giả của miền Nam Bắc Cali cũng như quý khán giả đang xem chương trình tin tức buổi tối của hệ thống mạng tần VNATV. Và kính mời quý khán giả đến với bản tin vào ngày thứ Tư ngày 23 tháng 9 với những tin chính về tin thế giới, tin Á Châu, tin Hoa Kỳ và Việt Nam. Và kính mời quý khán giả đến với bản tin Thế giới cùng với Mỹ Linh. Thưa quý vị, bản tin Thế giới đầu tiên nói về việc hàng trăm công nhân khai thác than đã đình công, gây sức ép lên chính phủ Ba Lan. Hàng trăm công nhân khai thác tại 6 mỏ than lớn nhất ở Ba Lan đã đình công nhằm gây áp lực lên chính phủ trong việc đàm phán về các ngân sách giúp đỡ cho ngành công nghiệp khai thác than đang rơi vào khủng hoảng hiện nay do COVID-19. Các cuộc biểu tình đã diễn ra từ đầu tuần này tại mỏ Wyjek và kể từ đó lan sang 6 mỏ khác ở trung tâm than ở Silesia của Ba Lan. Đây là khu vực tập trung tất cả các cơ sở thuộc tập đoàn khai thác than Ba Lan PGG do nhà nước điều hành. Và theo ông Tomasz Togolski là người phát ngôn của PGG, cho biết là tính cho đến chiều ngày 22 tháng 9 đã có hơn 100 thợ mỏ tham gia cuộc đình công. Các quan chức cho rằng các cuộc biểu tình dự kiến sẽ lan rộng hơn nữa đến các khu vực mỏ khác của tập đoàn này. Đơn vị này cũng là nhà sản xuất than lớn nhất ở Âu Châu và đang sử dụng khoảng 41.000 công nhân. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài sản nhà nước là Jay Sarkisian cho rằng hoạt động này chính thức tốn tiền với nhà nước và cuộc biểu tình đình công như vậy không giúp ích được gì trong lúc hiện nay. Phần Nga cũng đã bắt thủ lĩnh giáo phái tự xưng là hiện thân của Chúa Jesus. Sergei Torov là cựu cảnh sát giao thông thành lập một giáo phái ở Nga và tự xưng là hiện thân của Chúa Jesus đã bị bắt trong một chiến dịch đặc biệt. Cảnh sát vũ trang đổ bộ từ trực thăng vào ngày 22 tháng 9, ập vào giáo xứ ở Siberia do Sergei Torov, người được xem là các tín đồ gọi Vesarian, là người đứng đầu và bắt ông ta cùng với hai trợ lý. Torov, 59 tuổi, với mái tóc và bộ râu dài muối tiêu, bị các đặc nhiệm đeo khẩu trang áp giải ra trực thăng. Vadim Redkin là cựu tay trống của một ban nhạc thời Liên Xô, cũng đã được biết đến như là một cánh tay phải của Torov, cũng như là bị bắt cùng với một trợ lý khác là Vladimir Vedernikov. Chiến dịch do cơ quan liên bang an ninh Nga phối hợp với cảnh sát và các cơ quan khác thực hiện. Ủy ban điều tra của Nga cũng đã cho biết sẽ truy tố Torov về tội điều hành một tổ chức tôn giáo phi pháp và cáo buộc giáo phái này tống tiền tín đồ và khiến cho họ bị lạm dụng về tinh thần. Torov đã từng là cảnh sát giao thông nhưng mất việc vào năm 1989. Và năm 1991 thì ông tuyên bố mình đã được giác ngộ và thành lập một phong trào mà ngày nay được biết đến một cái tên là Giáo hội Kinh Thánh cuối cùng. Tiêm kích F-35A hủy diễn tập vì sợ sét. Hà Lan thừa nhận phải hủy nội dung diễn tập của tiêm kích F-35A với máy bay oanh tạc hồi tháng 8 do lo ngại nguy cơ sét đánh. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hà Lan là Sydney Plantman đã tiết lộ trong cuộc phỏng vấn hồi tuần trước, các tiêm kích F-35A của Hà Lan dự kiến cất cánh từ căn cứ không quân Leeuwarden đã hộ tống phi đội B-52 trong đợt diễn tập Atlantic. Tuy nhiên, thì nguy cơ sấm sét quá lớn khiến chúng tôi không thực hiện nội dung đó. Bộ Quốc phòng của Hà Lan cũng ra thông cáo giải thích nguyên nhân hủy nội dung diễn tập, cho rằng vấn đề nằm ở hệ thống tạo khí trơ trên khoang, được thiết kế bởi bơm khí nitơ vào hệ thống nhiên liệu, nguy cơ tích tụ hơi dầu và oxy dẫn đến cháy nổ. Thông cáo có đoạn viết, một số tiêm kích F-35A đã gặp tình trạng hỏng ống hệ thống khí nitơ trên không. Chính phủ đã khuyến cáo các quốc gia vận hành F-35A tránh bay gần những trận giông sét, cũng như đưa máy bay vào nhà chứa hoặc là dựng cột thu lôi khi chúng không hoạt động. Một số F-35A Hà Lan cũng được phát giác hỏng ống dẫn khí nitơ trên không, nguyên nhân đang được điều tra. Vào cuộc diễn tập Eli Sky diễn ra vào ngày 28 tháng 8, trong đó thì biên đội 6 máy bay oanh tạc chiến lược B-52H bay qua không phận của 30 quốc gia thành viên NATO. Bản tin đến từ New Zealand cho thấy rằng Thủ tướng đã phải xin lỗi vì chụp ảnh không đeo khẩu trang. Thủ tướng Jacinda Ardern đã xin lỗi sau khi đã chụp ảnh cùng với người ủng hộ tại thành phố Palmerston North nhưng không đeo khẩu trang để ngăn COVID-19.
Thủ tướng Anderson đã nói trong buổi họp báo vào ngày 21 tháng 9, trong bức ảnh đó tôi đã phạm sai sót và đáng lẽ tôi nên đứng xa hơn về phía trước và yêu cầu họ đứng giãn cách nhau. Bà đã cho biết mình rất cố gắng để không bắt tay những người ủng hộ và giữ khoảng cách. Bà cũng đã nói thêm, tôi sẽ tiếp tục như tôi đã từng làm, những khoảnh khắc khó xử khi tôi từ chối bắt tay. Thủ tướng New Zealand trước đó đã vấp vào chỉ trích gay gắt vì phớt lờ quy định phòng ngừa COVID-19 khi đã chụp hai bức ảnh selfie cùng với những người ủng hộ tại Đại học Massey và các công nhân xây dựng tại thành phố Palmerston North ở đảo Bắc vào tuần trước. Cả bà Ardern và đám đông đều không đeo khẩu trang, cũng như là không duy trì khoảng cách an toàn. Lãnh đạo của đảng quốc gia đối lập là Judith Collins cũng đã nói trong một buổi họp báo rằng bà đã rất sốc khi nhìn những bức ảnh trên. Bà nói như sau, tôi thực sự bị sốc khi thấy thủ tướng rõ ràng không đeo khẩu trang hay là thực hiện giãn cách xã hội ở Palmerston North, trong lúc thì thành phố vẫn đã duy trì biện pháp phong tỏa cấp độ 2. Giao tranh giữa ISIS và quân đội chính phủ Syria ở Raqqa khiến 28 người thiệt mạng. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, từ ngày 21 tháng 9, các tay súng của ISIS đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào quân đội Syria, vị trí của lực lượng đồng minh cũng như các trạm kiểm soát ở khu vực sa mạc Lào Bauria của tỉnh Raqqa, giết hại 13 binh sĩ quân đội chính phủ Syria. Hãng thông tấn AFP dẫn lời người đứng đầu của SOHR, ông Rami Abdurrahman, cho biết lực lượng của chính quyền Tổng thống Assad đã đáp trả các vụ tấn công của ISIS bằng các cuộc oanh tạc và tấn công trên bộ, tiêu diệt ít nhất là 15 tay súng ISIS. Kể từ khi bị đánh bại ở Syria vào tháng 3 năm 2019, ISIS thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào quân đội Syria và lực lượng người Kurd, khiến cho 1.000 tay súng của hai bên thiệt mạng. Và Lebanon đã lại rung chuyển vì một vụ nổ. Vào ngày 22 tháng 9, thì Lebanon lại rung chuyển bởi một vụ nổ nghi được xuất phát từ kho vũ khí của lực lượng vũ trang Hezbollah. Các tay súng của Hezbollah đã tập trung về khu vực sau khi xảy ra vụ nổ. Có một đám cháy đã bốc lên từ làng Ain Qana, cách với thủ đô Beirut khoảng 48 km về phía nam. Theo như các nguồn tin an ninh cho biết rằng, vụ nổ đã xảy ra do nguyên nhân lỗi kỹ thuật và khiến cho nhiều người bị thương. Tuy nhiên, thì nhóm Hezbollah vẫn chưa xác nhận thương vong. Theo như một nhân chứng đã sống gần ngôi làng cho biết, họ đã cảm nhận được mặt đất rung chuyển, trong khi thì các đoạn clip do truyền hình Lebanon đã công bố cũng đã cho thấy mặt đất đầy các mảnh vỡ. Sàn của một ngôi nhà gần với hiện trường bị che lấp bởi mảnh kính vỡ và một vũng máu, trong khi lửa vẫn tiếp tục bốc lên từ nơi xảy ra vụ nổ. Một quan chức của nhóm Hezbollah cũng đã nói về nguyên nhân của vụ nổ vẫn chưa được làm rõ, trong khi thì một người khác cho biết vụ việc đã xảy ra tại một kho vũ khí. Theo như hãng tin quốc gia của Lebanon đã đưa tin, thiệt hại về vụ tài sản không đáng kể và vụ nổ đã xảy ra cùng lúc với việc Israel đã đưa nhiều máy bay đến khu vực. Từ sáng ngày 22 tháng 9, nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn đã được trang bị vũ khí đầy đủ, nhưng phe cánh chính trị của họ đã đóng một vai trò quan trọng trong các chính phủ của Lebanon trong những năm gần đây. Cung cấp vaccine COVID-19 cho nhân viên Liên Hợp Quốc, ông Putin ghi điểm. Phát biểu trực tuyến tại kỳ họp thứ 75 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 22 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng cung cấp cho Liên Hợp Quốc tất cả những giúp đỡ cần thiết, đặc biệt là cung cấp vaccine COVID-19 miễn phí. Tổng thống Putin nói, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và tiếp tục hợp tác với tất cả các quốc gia, tổ chức quốc tế, bao gồm cả việc cung cấp vaccine COVID-19 của Nga được chứng minh là an toàn và hiệu quả cho các quốc gia khác. Ông chủ của Điện Kremlin nói thêm, Nga sẵn sàng cung cấp cho Liên Hợp Quốc tất cả những sự giúp đỡ cần thiết. Đặc biệt, chúng tôi sẵn sàng cung cấp vaccine COVID-19 miễn phí cho nhân viên của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi nhận được đề nghị của các đồng nghiệp tại Liên Hợp Quốc về vấn đề này và chúng tôi sẵn sàng đáp ứng. Nga trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ghi danh vaccine ngừa COVID-19 với tên gọi là Sputnik V. Đây là vaccine do Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh Gamaleya của Nga nghiên cứu phát triển. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh vật học quốc gia Gamaleya thuộc Bộ Y tế Nga Alexander Ginsberg cho biết, trong giai đoạn ghi danh thử nghiệm lâm sàng, có thể tiếp tục nghiên cứu vaccine này ở trẻ em. Và Iran cũng đã xác nhận đã điều tên lửa theo yêu cầu của Syria.
Tuyên bố cũng đã được người phát ngôn viên của quân đội Iran là Abu Fadi Shikarizi. Chính quyền của Syria đã yêu cầu Tehran giúp đỡ cho các chuyên gia cũng như là gia tăng sức mạnh phòng thủ để đối phó với nguy cơ bị tấn công từ bên ngoài. Người phát ngôn viên đã nói Iran đã cử chuyên gia quân sự đến Yemen, Iraq, Lebanon và Syria. Cùng lúc đó thì chúng tôi cũng đã sử dụng một hệ thống phòng không đến Syria theo như yêu cầu của chính quyền Damascus. Với điều kiện kinh tế không cho phép chúng tôi cung cấp mọi thứ miễn phí cho các đồng minh của mình, và đôi khi họ phải bỏ tiền ra mua. Mặc dù vậy thì người phát ngôn viên Iran đã không tiết lộ đã bán những vũ khí gì cho Syria và cũng đã sử dụng hệ thống phòng không nào theo như yêu cầu của chính quyền Damascus. Tuy nhiên thì theo truyền thông của Iran cũng đã dẫn công bố từ nhật báo Rayzolom đã cho biết, Tehran đã chuyển đến Damascus một hệ thống tên lửa đánh chặn có tên là Bava 373 và Khodad 3 để nhằm tăng khả năng đáp trả về các cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ của Syria. Bava 373 là một hệ thống không đối đất tầm xa, tương đương với S-300 do Iran sản xuất và có phạm vi hoạt động trong khoảng từ 50 cho đến 75 km. Trong khi đó, thì hệ thống phòng không Khodad 3, có nghĩa là sấm sét, đã được Iran đưa vào sử dụng năm 2012, được thiết kế đối đầu với máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình, bom thông minh, máy bay trực thăng và máy bay không người lái. Xác chim rơi ở thành phố có nhà máy điện hạt nhân tại Nga. Trên các đài truyền thông xã hội tràn ngập nhiều thuyết âm mưu về việc từng đàn chim rơi chết ở trên phố. Những bức ảnh và video được đăng tải trên mạng cho thấy một con đường ở thành phố rải rác nhiều xác chim. Theo một bài đăng trên trang mạng xã hội VK của Nga, thì người dân của thành phố Balakovo của tỉnh Saratov, cách thủ đô Moscow khoảng 1.000 km về phía nam, đã chứng kiến một con đường rải rác nhiều xác chim. Trong phần bình luận bên dưới video, người dân địa phương đã nhanh chóng bàn luận nhiều lý do dẫn đến việc một số lượng lớn chim rơi xuống đất, trong khi một số bình luận khác chỉ ra các hiện tượng tự nhiên, chẳng hạn như gió mạnh hoặc va chạm ngẫu nhiên của hai đàn chim. Lại có những người khác đổ lỗi cho pháo hoa, khí thải từ các nhà máy và thậm chí cả mạng 5G, mặc dù nó chưa đến Nga. Cơ quan thú y của tỉnh Saratov đang điều tra vụ việc. Một số ý kiến cho rằng những cái chết có thể liên quan đến một đợt cúm gia cầm. Tuy nhiên, không phải tất cả những người ở thành phố hạt nhân Balakov đều tin tưởng vào chuyên môn của địa phương. Một người dùng viết, các bác sĩ thú y ở vùng nội địa Saratov không đủ năng lực thẩm định nguyên nhân. Chúng ta nên gọi các chuyên gia từ thủ đô Moscow, nơi tất cả những nhân sự giỏi nhất sẽ tìm ra nguyên nhân. Và tiếp tục vẫn là bản tin đến từ Nga cho biết rằng Nga đã không sẵn sàng để gia hạn về Hiệp ước START 3 theo như điều kiện của Hoa Kỳ. Theo như hãng thông tấn TASS đã trích lời của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga là Sergei Ryabkov cho biết, đối với những điều kiện cần thiết mà chính phủ đã đưa ra, thì phía Nga chưa thể chấp thuận về việc gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga đã được đưa ra sau khi đặc phái viên của Tổng thống phụ trách về vấn đề kiểm soát vũ khí là Marshall Billingsley đã khẳng định với báo giới về vấn đề Nga cần phải chấp thuận một bản ghi nhớ chung với Hoa Kỳ có liên quan đến việc gia hạn Hiệp ước START 3 trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 sắp tới. Bình luận về vấn đề này, thì đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc là Vasily Nebenzia trước đó đã cho biết, chính phủ của Nga sẽ tìm ra những phương án hiệu quả để tự bảo vệ nếu không đạt được sự đồng ý với Hoa Kỳ về việc gia hạn hiệp ước, đồng thời cũng đã nhấn mạnh vẫn còn hy vọng để kéo dài thỏa thuận này. Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược với tên gọi là START 3 là một hiệp ước giới hạn vũ khí triển vọng duy nhất giữa Nga và Hoa Kỳ, vốn sẽ hết hiệu lực vào tháng 2 của năm 2021. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã từng đề xuất về gia hạn hiệp ước này thêm 5 năm mà không cần điều kiện tiên quyết. Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì xin mời quý vị vẫn giữ băng tần 57.3 và 16.10 của VNATV. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo để tiếp tục gửi đến cho quý vị những bản tin liên quan đến Á Châu.